Quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Trường Doanh Nhân HBR. Quý vị và các bạn thân mến, trong video chủ đề bài học kinh doanh ngày hôm nay, hãy cùng Trường Doanh Nhân HBR tìm hiểu và phân tích một thất bại của Starbucks ở Úc. Bành trướng quá nhanh để rồi bật bãi không kèn không trống. Starbucks là một cái tên đã quá nổi tiếng. Gần như mọi nơi trên thế giới đều đã được thương hiệu cà phê có xuất xứ từ Mỹ này vươn đến. Có thể nói, Starbucks đã tạo ra một đế chế khổng lồ với độ phủ trên phạm vi toàn cầu. Nhưng liệu có tin được không? Có một quốc gia, mà đúng hơn là cả một châu lục, dường như không hề đếm xỉa gì đến hiệu ứng mà thương hiệu cà phê nổi tiếng bậc nhất Hoa Kỳ đã tạo ra. Đó chính là Úc, hay chính xác hơn là châu Úc, thị trường được xem là khó khăn bậc nhất khi muốn xâm nhập vào đối với các công ty quốc tế. Chúng ta có thể tóm tắt câu chuyện của Starbucks tại Úc bằng hai từ thôi, đó là thất bại. Năm 2008, Starbucks phải tuyên bố đóng cửa hơn 2/3 số cửa hàng đã mở tại châu lục này. Một thất bại ê chề, không kèn, không trống, nhưng hoàn toàn có lý do. Dục tốc bất đạt, bài học xương máu khiến Starbucks phải tháo chạy. Chúng ta sẽ quay về những ngày tháng 7 năm 2000, thời điểm mà Starbucks mở cửa hàng đầu tiên tại Sydney. Với nguồn vốn khổng lồ, hãng nhanh chóng mở rộng. Tính đến năm 2008, Starbucks đã có 87 cửa hàng trên toàn châu lục. Nhưng tốc độ bành trướng ấy là quá nhanh, và đó lại chính là vấn đề. Starbucks đã quá nôn nóng và dục tốc thì bất đạt. Sau Sydney, họ nhanh chóng mở thêm rất nhiều cửa hàng thay vì chậm rãi thăm dò thị trường. Starbucks đã không cho người tiêu dùng Úc có cơ hội và thời gian để thấm nhuần khẩu vị cà phê của người Mỹ. Họ tiến hành quá nhanh, không cho người tiêu dùng thời gian để làm quen với hương vị của Starbucks. Họ cũng mở nhiều cửa hàng ở các vùng ngoại ô vắng vẻ, và điều này khiến người Úc cảm thấy Starbucks quá đại trà thay vì một thứ gì đó khác biệt khiến họ phải khao khát. Trong vòng 7 năm đầu tiên tại Úc, Starbucks báo lỗ hơn 105 triệu đô Mỹ. Năm 2007, hãng đứng trước nguy cơ lớn, buộc phải nhận khoản vay hơn 54 triệu đô từ các ngân hàng Mỹ. Và đến năm 2008, họ phải buộc đóng cửa 61 cửa hàng tại Úc, chỉ để lại 26, tức là chỉ còn chưa đầy 1/3. Và lý do của thất bại này chính là sự khác biệt về văn hóa của một thị trường khổng lồ. Cuộc tháo chạy khỏi Úc vẫn là một vết nhơ khó lòng gột rửa đối với hãng, bởi lẽ người Úc không hề quan tâm. Nguyên nhân thì không phải là vì Starbucks kém ngon, mà do người dùng Úc có quá nhiều sự lựa chọn khi nói đến cà phê. Úc là một trong những thị trường tiêu thụ lớn bậc nhất thế giới. Với người Úc, cà phê không chỉ là một thức uống mà đã thấm nhuần trong văn hóa kể từ khi người Ý và Hy Lạp nhập cư vào những năm 1900. Dòng người nhập cư đã mang hương vị espresso của Ý đến với nước Úc. Vào thập niên 80, người Úc trở nên quá quen thuộc với văn hóa uống cà phê. Họ thậm chí còn tạo ra những hương vị cà phê riêng của quốc gia như là Flat White, nghĩa là kết hợp giữa espresso với sữa tươi đánh nóng, hay Australian Macchiato. Menu của Starbucks cũng quá khác biệt so với văn hóa của Úc. Khi đó, Starbucks chủ yếu chỉ có loại cà phê cơ bản, đồ uống khác thì lại là nhiều đường hơn khẩu vị ăn uống của người Úc, và họ thì không thích điều này. Một lý do nữa đó là giá tiền. Mức giá của Starbucks cao hơn so với các cửa hàng cà phê truyền thống tại Úc. Vậy nên đa số người Úc quyết định gắn liền với quán quen, thay vì là trả nhiều tiền hơn mà chưa chắc đã nhận được một cốc cà phê mang hương vị mình yêu thích. Tuy Starbucks tại Úc sụp đổ thảm hại, nhưng không phải nhãn cà phê nào từ Mỹ vào Úc cũng như vậy. Rolia Dreams, thương hiệu cà phê đến với Úc từ Chicago và nay đặt trụ sở tại quốc gia này. Với hơn 400 cửa hàng, phục vụ 35 triệu lượt khách mỗi năm, Rolia Dreams đã có được sự chấp nhận của người Úc, cái mà Starbucks đã không thể làm được. Vậy sự khác biệt ở đây là gì? Chính là menu đồ uống. Thực đơn của Rolia Dreams tập trung vào các loại espresso rất đa dạng, cộng thêm một loại đồ uống đặc biệt của hãng. Starbucks đã không thể thay đổi theo khẩu vị của người Úc, và đó chính là sai lầm khiến họ phải trả giá. Câu chuyện thực đơn dường như sẽ khiến Starbucks gặp khó khăn ở một thị trường khác, đó chính là nước Ý. Cuối năm 2018, Starbucks đã mở cửa hàng đầu tiên tại Milan, nhưng là quê hương của espresso. Dĩ nhiên, Ý cũng có một nền văn hóa cà phê cực kỳ sâu sắc. Về vấn đề này, đại diện của Starbucks chia sẻ với CBC rằng họ sẽ không lặp lại sai lầm như tại Úc, và lần này họ sẽ tiếp cận thị trường một cách khiêm nhường và tỏ rõ sự tôn trọng với văn hóa uống cà phê của người bản địa. Và theo như dự tính,
họ sẽ mở cả một khu vực để rang xe cà phê ngay trước sự chứng kiến của khách hàng. Nhưng câu chuyện sẽ có vẻ không thể thê thảm như những gì đã diễn ra tại Úc. Tuy ngày hôm nay chúng ta đang bàn về một câu chuyện thất bại của Starbucks, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng Starbucks không chấp nhận thất bại và đang hồi sinh từ đống tro tàn. Starbucks không thừa nhận sự thất bại tại thị trường Úc và những năm gần đây, họ đã lên kế hoạch để quay trở lại. Starbucks cho biết họ đã có cách tiếp cận khác để đưa chuỗi cà phê của họ trở thành một thế lực tại nơi đây. Và câu trả lời là khách du lịch. Úc là một thị trường du lịch đầy tiềm năng với lượng khách khổng lồ đổ về từ Trung Quốc và Mỹ. Starbucks đã thành công ở Mỹ và Trung Quốc, nên chẳng có lý do gì mà họ không thể làm vậy tại Úc. Bởi lẽ, khách du lịch luôn muốn tìm thứ gì đó quen thuộc khi đến một quốc gia xa lạ. Úc có một lưu lượng khách du lịch cực lớn, chưa tính đến các du học sinh. Đó là cơ hội cho Starbucks. Vừa rồi là một vài phân tích về thất bại thảm hại của Starbucks trên đất Úc. Hy vọng rằng nó sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những kiến thức thú vị và hữu ích trên con đường kinh doanh. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bài học tiếp theo.